Dòng tâm tư xúc động viết cho chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh cứu người vụ cháy quán karaoke trên phố Quang Hoa. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội chiều 1 tháng 8, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy. Theo đó, 3 chiến sĩ hy sinh gồm đồng chí Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy và đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Trước đó, khoảng 13h30 ngày 1 tháng 8 tại quán karaoke Isis, số 231 bờ sông Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa có hàn xì, quán không hoạt động. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến chữa cháy. Quá trình chữa cháy, 3 đồng chí cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng 3 bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí. Theo đó, một trong 3 chiến sĩ tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ là bạn thân của diễn viên Trần Việt Hoàng trong phim Lửa Ấm, chính là đồng chí Đỗ Đức Việt. Thế nên, khi nhận được tin dữ, anh đã không kìm lòng trước sự ra đi đầy quả cảm của người bạn thân. Diễn viên Trần Việt Hoàng trải lòng. Xót xa, Việt là một người bạn của mình, cậu ấy hiền, tốt bụng. Việt thường xuyên vào bình luận mỗi khi mình có một dự án mới hay một bước đi mới trong nghề diễn. Hôm nay nhận được tin này, mình không thể kìm lòng được. Ở thời điểm quay phim Lửa Ấm, mình đóng vai một cậu lính phòng cháy chữa cháy trẻ. Bản thân mình đã lấy Việt, một người bạn duy nhất làm chữa cháy để hình dung về vai diễn. Ngược lại, cậu ấy theo dõi rất tường tận bộ phim khi ấy mình đóng, bình luận không sót bất kể một bài nào liên quan đến nghề nghiệp của cậu ấy. Đọc lại những bình luận của ông, tôi thật tiếc cho một người mà tôi luôn khâm phục, một người mà tôi đã kể cho các diễn viên đóng cùng tôi rằng ông là bạn tôi, là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Cảm ơn ông đã hết mình với Tổ quốc, mong ông sang thế giới bên kia sẽ sống thật hạnh phúc và hoàn thành những thứ còn dang dở ở thế giới này nhé. Cảm thương, kính trọng và yêu quý ông. Sau đó, bài đăng này được cộng đồng mạng chia sẻ lại như một niềm tiếc nuối cho cả 3 đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ. Mong ở một nơi nào đó, 3 chàng trai đầy hoài bão này sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi có đôi phút lắng lòng trong cuộc sống.